Tin thể thao hôm nay ngày 8 tháng 7 sẽ có: theo thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, huấn luyện viên Daiki Iwamasa chia tay Hà Nội FC sau khi kết thúc mùa giải 2023-2024. Thông tin chi tiết về đội bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 3 giải thế giới. De Bruyne tận hưởng kỳ nghỉ bên bà xã xinh đẹp trước tin đồn rời Manchester City. Việt Nam đạt giải nhất toàn đoàn tại giải đua thuyền rowing, canoeing Đông Nam Á. Huấn luyện viên Bobov dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa thêm 2 mùa. Báo giới Anh đưa tin MU gần như đã hoàn tất các thỏa thuận liên quan đến việc chuyển nhượng tiền đạo tài năng người Hà Lan Joshua Zirkzee. Trọng tài đang nổi tiếng của bóng đá châu Âu Slavko Vincic được UEFA chỉ định cầm còi ở trận bán kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp. Huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan muốn gặp Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024. Tiền đạo Cody Gakpo của Hà Lan được Sky Bet đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu về vàng Euro 2024. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn, nhưng nhà hai lúa luôn là sự lựa chọn hấp dẫn nhất. Hãy đăng ký kênh YouTube Nhà hai lúa ngay để trải nghiệm những khoảnh khắc đậm chất miền Tây.